Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Rời sân khấu IDCAF sau 26 năm gắn bó, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc nói gì? Trước thông tin rời sân khấu IDCAF sau 26 năm gắn bó, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội cũng như nhiều mặt báo đưa tin, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc sẽ chia tay sân khấu kịch IDCAP sau 26 năm gắn bó, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo đó, thời gian qua, Thành Lộc cũng ẩn ý chia sẻ nhiều về những xuất diễn cuối cùng của mình tại sân khấu kịch này. Sau mỗi vở diễn, nam nghệ sĩ cùng đăng tải hình ảnh bên những đồng nghiệp của mình, đi kèm với đó là lời nhắn, kỷ niệm. Liên quan đến việc này, chia sẻ với VTC News, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã từ chối trả lời. Nam nghệ sĩ bày tỏ. Hiện tại tôi chưa muốn nói về việc này." Mong khán giả thông cảm anh nói. Tuy nhiên nam nghệ sĩ cũng không phủ nhận thông tin sẽ rời sân khấu kịch IDCAF. Trước đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ưu Tú thành Lộc cho biết, việc bản thân không còn đảm trách vị trí phó giám đốc sân khấu kịch IDCAF nữa và cũng không tham gia vào khâu chỉ đạo nghệ thuật của các tác phẩm tại sân khấu vào thời gian tới, khiến nhiều người xôn xao. "Mình đã chính thức từ nhiệm vai trò phó giám đốc phụ trách nghệ thuật cho công ty Thái Dương IDCAF, từ một năm nay rồi. Ngay sau đám tăng đạo diễn Vũ Minh, sau khi mình hoàn thành vở kịch Alo Lộ Hàng, để bảo đảm dàn kịch mục cho khán giả xem, và cũng để tặng hương hồn em Minh. Sau khi Alo Lộ Hàng, công diễn thì mình ra khỏi ban giám đốc công ty Thái Dương luôn, chỉ cộng tác với tư cách và vị trí là một diễn viên hay đạo diễn mà thôi, nghệ sĩ Thành Lộc bày tỏ. Về việc nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc rời sân khấu kịch, ông Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc sân khấu IDCAF cho biết, Thông tin về việc nghệ sĩ Ưu Tú Thành Lộc sẽ rời sân khấu IDCAF có thể chỉ là sự hiểu lầm. Anh Thành Lộc vẫn nhận lời tham gia và lên lịch diễn vở ngày sửa ngày xưa tại sân khấu IDCAF đến hết tháng 7. Hiện tại chúng tôi vẫn làm việc cùng nhau rất bình thường, vui vẻ. Ngay lúc này, Thành Lộc vẫn đang tập luyện cho những vở diễn sắp tới, vị này cho hay. Với khán giả của sân khấu kịch IDCAF, nghệ sĩ Ưu Tú Thành Lộc đã trở thành linh hồn với gần 30 năm qua. Sân khấu này được thành lập năm 1997 bởi ông Bầu Huỳnh Anh Tuấn. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc giữ vai trò phó giám đốc. Cũng tại sân khấu kịch IDCAF, Thành Lộc đã gian dựng và làm nên thành công vang dội cho nhiều vở diễn như Cậu Đồng, Bí mật Vườn Lệ Chi, 12 Bà Mụ, Alo, Lộ Hàng, đặc biệt là với nhạc kịch thiếu nhi ngày sửa ngày xưa trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Sau thế hệ của Thành Lộc, Hữu Châu, sân khấu IDCAF cũng là cái nôi để nhiều nghệ sĩ như nổi danh như Đại Nghĩa, Đình Toàn, Lê Khánh, Lương Thế Thành, Vân Trang, Lê Phương, Ngọc Diệp, Huy Khánh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.